Everybody's been saying that you're up to no good. Everyone has been telling me that you got me hooked. You're playing it big time. You're feeding me lies. Hello, xin chào mọi người. Mình là Linh. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và khá là lâu rồi thì mình mới quay lại với một video squat son. Và như mọi người cũng thấy thì hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau squat dòng son U18 đến từ nhà Merzy. Khi mình mở hộp son ra thì mình thấy khá nhiều thứ hay ho ở trong này. Ví dụ như là túi bong bóng xà phòng này, U-turn này hay là sticker. Nên mình khá tò mò về bộ sưu tập lần này. Và son bóng có vẻ vẫn chưa hạ nhiệt trong mùa hè năm nay. Và không biết sự kết hợp giữa Dewey và Teen của nhà Merzy thế nào thì hãy xem đến cuối nha. Và chúng mình đến với màu son đầu tiên là màu DT1 Rose Rain. Là một màu hồng nhẹ nhàng, nếu các bạn chỉ đánh lòng môi thôi thì sẽ tạo hiệu ứng như chúng mình đánh son giữa mà có màu ấy. Môi sẽ hồng nhẹ và cong bóng tự nhiên. Như mọi người cũng biết, các dòng son tin khác khi chúng mình sử dụng một lượng vừa phải để tán thì thường son sẽ bám vào phần lòng môi chúng mình. Và khi mà mình tán phun môi thì son đã trải đều và khá là đều màu. Vì là chất son bóng nên mình cũng hiểu được một phần là son sẽ không lên đậm màu được như hãng chụp. Và màu hồng này cũng sẽ giống như các màu hồng khác, sẽ hợp với những các bạn tông da trung bình sáng trở lên. Đến thỏi son thứ hai là một DT2 Nomad Coral. Đúng với tên gọi thì khi mình tán ở trong lòng môi thì mình sẽ thấy được hai màu, một chút hồng và một chút cam, nhưng khi mình tán phun môi thì sẽ hiện lên màu cam tươi rõ hơn. Và kể cả khi chúng mình chỉ tán son ở trong lòng môi thôi thì sẽ có một độ bóng nhất định và sẽ không bị quá nặng môi hay là bị bết dính. Với những màu son tươi và có độ bóng nhiều như thế này thì mình sẽ áp dụng với các make up look. Còn với hàng ngày thì mình sẽ sử dụng 1-2 lớp mỏng ở tán ở trong lòng môi thôi. Như vậy thì cũng đã xinh lắm rồi và sẽ có độ bóng vừa phải nữa. Và về phần packaging lần này thì mình thấy khá là đặc biệt. Nhìn một cái là biết ngay bộ sưu tập U18 đến từ nhà Merzy luôn. Từ nắp trong veo cho đến thân tím bạc thì mình chưa thấy trùng với bộ sưu tập nào luôn. Ở dưới đáy son sẽ là số thứ tự và tên tiếng Hàn. Và ở nắp son sẽ là tên tiếng Anh của màu son. Tiếp đến màu son thứ 3 là DT3 Amber Way. Mình xem hình ảnh của hãng thì là màu cam đất. Như mọi người cũng biết thì son có thể thay đổi độ trầm hay độ tươi theo sắc tố môi của mỗi người. Với môi của mình thì màu này không lên được quá nhiều đất, nhưng mà là một màu cam rất là đẹp và dễ dùng. Chất bóng trong bộ sưu tập lần này cũng rất là đẹp, trong veo, kiểu hơi nước nước, làm cho môi chúng mình căng bóng hơn rất là nhiều. Và màu cam này cộng với chất bóng, mình cảm giác đây đúng là một cái màu son dành cho mùa hè luôn ý. Màu thứ tư là màu DT4, Maple Moment. Mình nghe nói đây là best seller của hãng, mình nghĩ cũng đúng thôi. Vì màu này là một trong hai màu mình thích nhất trong bộ sưu tập lần này. Khi trên ảnh thì mình xem sẽ là màu đỏ đất. Nhưng cũng giống như thỏi trước, khi mà lên môi mình sẽ không đậm được như ảnh của mẫu. Và môi mình thì lên được màu đỏ có một chút đất. Với những bạn sắc tố môi tối hơn môi của mình nghĩ sẽ lên được màu đỏ đất chuẩn hơn. Và mình thấy là màu này rất dễ dùng luôn ý. Mình thấy là có thể hợp với rất nhiều layout khác nhau luôn. Nếu bạn nào đang phân vân trong bộ sưu tập 9 màu không biết chọn màu nào thì bạn này sẽ là một trong những màu an toàn, dễ dùng nhất. Với dòng son bóng nào cũng vậy, rất dễ nhanh trôi. Chỉ cần đụng nhẹ thôi thì cũng có thể bay lớp bóng ở trên rồi. Nhưng với dòng son này của Merzy, khi mà trôi mất lớp bóng ở trên thì môi mình sẽ còn một cái lớp tin ở dưới bám màu rất là tốt. Vậy nên là khi ăn uống chúng mình hãy bậm môi một chút để lớp son bóng không bị dây ra đồ ăn hay đồ uống nha. Và tiếp theo màu số 5 DT5 Vintage Sunset.
có một điểm chung ở trong bộ sưu tập lần này là tất cả các màu son thì mình nghĩ có thể dùng được mặt mộc, make up nhẹ hay make up đậm thì đều rất là ok. Khi mà chúng mình đánh lớp mỏng ở trong lòng môi thì sẽ phù hợp với khi mà chúng mình đi học này, đi làm. Chúng mình cần một lớp make up nhẹ nhàng, tự nhiên và trong veo. Đặc biệt là mình thấy rất phù hợp với các bé đang đi học. Chỉ cần một lớp mỏng ở trong lòng môi thôi thì mặt vừa tươi tắn hơn, môi không bị khô, màu còn rất là trẻ trung nữa. Và mình sẽ give away set son này ở trên Insta. Mọi người hãy vào Insta của mình để cùng tham gia nha. Tiếp theo là màu DT6, Seven Red là một màu đỏ tươi. Khi tán ở trong lòng môi thì sẽ ra được màu đỏ dâu, và khi tán phun môi thì mới rõ được màu đỏ tươi hơn. Bạn nào da trắng mà còn dùng màu này nữa thì chắc da phát sáng luôn ý. Màu này làm sáng bừng mặt chúng mình luôn. Và cách đánh son bóng của mình cũng giống như đánh son lì, là mình sẽ tán đậm nhất ở phần lòng môi, sau đấy thì tan ra và làm mờ đường viền môi. Các bạn có thể dùng ngón tay, cọ hay là tăm bông để tán mờ đường viền môi, như vậy thì trông sẽ trẻ trung hơn. Dành cho những bạn nào đang e dè chưa dám dùng son bóng thì mọi người hãy thử cách tán ở trong lòng môi xem thế nào. So với son kem lì thì son bóng chỉ thua một điểm là nhanh trôi thôi, nhưng mà còn rất nhiều ưu điểm bên cạnh. Làm cho môi mọng căng bóng hơn, che được các khuyết điểm môi mà chúng mình thường hay gặp, đấy chính là khô môi này, môi bị nhăn hay là lộ vân môi, thì những chất son bóng này đều xử lý được hết. Và khi sử dụng son bóng thì chúng mình sẽ có một diện mạo trẻ trung và tràn đầy sức sống hơn, và còn trông Hàn Quốc hơn nữa. Và một tin vui nữa dành cho mọi người, những bạn đang nhăm nhe em này, thì mình có mã giảm giá cho mọi người. Mọi người nhớ nhập mã để được giảm giá khi mua hàng nha. Trong bộ sưu tập son lần này thì mình thích nhất là hai màu DT3 và DT4. Rất là hợp với mình này, rất dễ dùng này và rất dễ áp dụng. Mình có thể bỏ túi để dùng hàng ngày và có thể áp dụng được với các make up look khác nhau nữa. Và với hai màu son cuối cùng là DT8 và DT9 thì Merzy cũng không nằm ngoài trend son bóng năm nay, là có hạt nhũ li ti ở trong son bóng. Nhưng hạt nhũ của Merzy là tạo hiệu ứng bắt sáng khi gặp ánh nắng, và hạt nhũ sẽ là dạng shimmer nhũ mịn, khi mà ra ánh nắng sẽ rõ hiệu quả hơn, môi căng bóng lại còn lấp lánh nữa. Và mình đã đến với thoa son thứ 9 rồi. Vì là thoa son cuối cùng rồi nên mình sẽ tổng kết lại bộ sưu tập lần này nha. Mình đánh giá cao packaging và chất son lần này. Còn với màu son thì mình hy vọng Merzy bộ sưu tập sau sẽ làm những màu được đa dạng hơn để các bạn có nhiều sự lựa chọn hơn. Với mình thì bộ sưu tập lần này không có màu gì quá đặc biệt, nhưng mà mình đã chọn được cho mình hai màu đẹp và dễ dùng nhất, đấy chính là DT3 và DT4. Với giá sản phẩm rất là hợp lý, cộng với chất lượng như thế này thì mình nghĩ đây là một thỏi son các bạn nên thử trong mùa hè năm nay. Và mình đã hoàn thành xong video này rồi, mong mọi người sẽ thích. Đừng quên nhấn like, subscribe và nhấn cái chuông để nhận được thông báo mỗi lần mình ra video mới. Và follow mình trên Insta để chúng mình được gặp gỡ nhiều hơn. Và tạm biệt mọi người, hẹn gặp mọi người trong video tiếp theo nha. Bye! Seem to be over.